chiều qua phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng hồ kỳ minh đã đến thăm động viên và trao thưởng đột xuất cho ba đơn vị thuộc công an thành phố gồm phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phòng cảnh sát cơ động và đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận cẩm lệ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống bão số năm mưa lớn và lũ lụt trên địa bàn thành phố thời gian qua Trước đó vào đêm 14 tháng 10, Đà Nẵng xảy ra mưa lớn, nước lũ dâng lên rất nhanh, khiến nhiều người dân không kịp trở tay. Trước tình hình thế cấp bách đó, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị địa phương lập tức triển khai lực lượng phương tiện kịp thời có mặt tại các điểm nóng để ứng cứu hơn 60 người dân bị mắc kẹt tại các khu dân cư, trũng thấp, ngập lụt nguy hiểm. Đặc biệt các lực lượng trong đó có đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cẩm Lệ đã ứng cứu thành công 3 nạn nhân khi bị mắc lại giữa dòng nước lũ tại nút giao Nguyễn Nhàn cách mạng tháng 8. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận, biểu dương đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ chiến sĩ các đơn vị không quản khó khăn gian khổ, đối mặt với nguy hiểm nhằm ứng phó với mưa lũ, cứu giúp nhân dân kịp thời. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tâm lệ cũng đã tặng giấy khen cho đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận vì đã có thành tích xuất sắc giúp đỡ và cứu hộ thành công cho nhân dân.